xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn một món ăn vặt nữa, đó là món đậu phộng rang bơ tỏi ớt. Và để thực hiện cái món ăn này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: ở đây là 300g đậu phộng sống, một chút nữa mình sẽ chiên giòn ha. Tiếp theo đó là bơ thực vật, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 2 muỗng cà phê bơ. Đây là tỏi và ớt sau khi mình đã xay nhuyễn. Tiếp theo đó là đường, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một muỗng canh đường và một muỗng cà phê bột canh, cũng như là dầu ăn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện món ăn này nhé. Đầu tiên các bạn sẽ bắt lên bếp một cái chảo, các bạn sẽ cho vào đây khoảng một muỗng cà phê muối. Rồi sau đó các bạn sẽ cho cái phần đậu phộng vào mình rang. Đầu tiên các bạn sẽ để lửa lớn, các bạn rang đậu phộng. Khi đậu phộng của mình đã bắt đầu nóng lên thì các bạn sẽ điều chỉnh lại ở cái mức lửa nhỏ. Và cứ như vậy mà mình rang đến khi nào đậu phộng của mình nó chín và nó thơm ha. Đậu phộng của mình đó các bạn, trong quá trình rang, các bạn thấy hạt đậu của mình nó vừa nứt ra như thế này. Các hạt đậu vừa nứt ra thì lúc này đậu của mình đã được rồi ha. Các bạn sẽ tắt bếp và các bạn sẽ để cho cái phần đậu phộng của mình nguội hẳn. Và lúc đó thì các bạn sẽ lược bỏ cái phần muối. Về cái món đậu phộng rang tỏi ớt này thì các bạn sẽ không bóc vỏ ha, mình sẽ giữ lại vỏ. Bước tiếp theo các bạn sẽ bắt chảo lên và các bạn sẽ cho dầu ăn vào và mình sẽ đi chiên cái phần đậu phộng ha. Sau khi dầu đã nóng, bây giờ các bạn sẽ cho cái phần đậu phộng vào và mình sẽ chiên giòn. Mình sẽ chiên ở mức lửa vừa. Nếu như mà các bạn cho nhiều dầu hơn thì mình sẽ chiên nó nhanh giòn hơn. Ở đây mình chỉ cho ít thôi, cho nên là buộc mình là phải canh chừng và mình phải đảo đậu phộng ha, để nó không có bị khét. Rồi ha, sau khi đậu của mình nó đã vàng giòn rồi, bắt đầu nó nứt cái hạt ra rồi, bây giờ các bạn sẽ vớt ra. Rồi, vẫn là cái chảo dầu này, các bạn sẽ để lại ở trong cái chảo này khoảng chừng 3 muỗng cà phê dầu ăn ha. Sau đó các bạn sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê bơ. Lúc này mình để lửa nhỏ ha. Các bạn sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê tỏi băm, 1 muỗng cà phê ớt băm. Rồi các bạn sẽ cho vào đây 1 muỗng canh đường. Một muỗng cà phê bột canh. Nếu như bơ của các bạn là bơ mặn thì các bạn cho vào đây một tí muối thôi ha. Rồi lúc này mình sẽ phi lên cho thơm. Sau khi cái hỗn hợp tỏi ớt bơ đã bắt đầu thơm lên rồi, các bạn sẽ cho cái phần đậu phộng mình đã chiên giòn trước đó, mình sẽ cho vào. Rồi lúc này mình sẽ đảo đều. Mình sẽ xào đến khi nào mà cái phần đậu phộng của mình nó kẹo lại ha. Lúc này các bạn sẽ chỉnh ở mức lửa vừa. Các bạn có thể nêm nếm tùy theo khẩu vị ăn của gia đình của mình. Rồi đậu của mình lúc này đã bắt đầu khô lại. Bây giờ các bạn sẽ tắt bếp ha. Tại vì bếp điện cho nên nó vẫn còn nóng thì các bạn vẫn sẽ tiếp tục đảo thêm một chút nữa. Rồi các bạn có thể cho ra đĩa và thưởng thức rồi. Món này rất là dễ làm luôn, mà ăn cũng rất là ngon luôn ha. Cái này vừa uống bia vừa nhâm nhi, cái này là rất là hợp luôn. Đó, bắt đầu nó hơi cứng lại.
Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món đậu phộng rang bơ tỏi ớt, công thức rất là đơn giản và nguyên liệu thì mình nghĩ là các bạn sẽ rất là dễ tìm mua ở các chợ cũng như là siêu thị. Rồi mình chúc cho các bạn sẽ thành công và sẽ có thêm một món ăn ngon nữa trong xã của mình nhâm nhi vào dịp cuối tuần với bạn bè. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Nếu như các bạn thật sự yêu thích món ăn này thì các bạn hãy like và chia sẻ với bạn bè của mình để cùng thực hiện. Và đừng quên đăng ký kênh để xem nhiều món ăn, xem nhiều video về các món ăn mới nhất của mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn tiếp theo. Bye bye!